Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hội thi được chuẩn bị chu đáo từ cấp huyện đến cấp tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả thiết thực. Thời gian tổ chức hội thi, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy hoàn thành việc tổ chức hội thi trước ngày 10 tháng 7 năm 2022. 25 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy sẽ tham gia hội thi cấp tỉnh. Hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong 2 ngày, vào đầu tháng 10 năm 2022 với hình thức thi tập trung có kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, cổ vũ. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự tối nay, thứ Tư ngày 6 tháng 7 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai và bàn giải pháp thúc đẩy dự án trong thời gian tới. Hơn 5.000 thí sinh tham gia dự thi tại 21 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất các thủ tục, sẵn sàng bước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sau trận lũ quét tại thị trấn Bắc Miều, hiện các lực lượng của huyện Bảo Lâm đang nỗ lực tìm kiếm số nạn nhân còn lại bị nước cuốn trôi. Sáng 6 tháng 7, Ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai và bàn giải pháp thúc đẩy dự án trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo dự án. Đến nay, tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương cho dự án. Hồ sơ điều chỉnh, chủ trương đầu tư dự án sau khi tiếp thu giải trình với tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là 22.691 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 1 gồm vốn ngân sách nhà nước là 6.580 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 4.080 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 2.500 tỷ đồng, chiếm 49,92%, vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn khác là 6.594 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Hội đồng Thẩm định Liên ngành, các thành viên đã có ý kiến đóng góp tích cực cho dự án. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng tại quyết định số 402 ngày 6 tháng 5 năm 2022. Đơn vị tư vấn đã cắm cọc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thạch An, đã hoàn thành 21 trên 93 km. Hiện tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Phối hợp với các nhà đầu tư tài trợ vốn cho dự án, các đồ án quy hoạch đô thị đã hoàn thành hồ sơ và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng. Chiều dài tuyến 28 km, có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.497 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch trong thời gian tới sẽ trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương và báo cáo nghiên cứu kỹ thuật dự án đường cao tốc, giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Dự án tuyến kết nối đường cao tốc hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư và các nội dung liên quan khác từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022. Tháng 1 năm 2023 lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng. Đường cao tốc dự kiến sẽ khởi công vào tháng 1 năm 2023. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Trần Hồng Minh, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc triển khai dự án cao tốc là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh trong thời gian tới. Đề nghị thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc, các ban, sở, ngành và đơn vị tư vấn tiếp tục phát huy với tinh thần chủ động, quyết liệt, tư duy đổi mới để triển khai dự án theo đúng tiến độ. Thống nhất thời gian triển khai dự án theo tổ giúp việc đã đề ra, công tác phê duyệt dự án điều chỉnh xong trước ngày 30 tháng 7. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và các văn bản liên quan trình Hội đồng Thẩm định Quốc gia.
hoàn thành trong khoảng từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Đến ngày 30 tháng 7, hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng. Các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng lại kế hoạch chi tiết về giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân sớm giải phóng mặt bằng để công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh gọn, chính xác, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đến tháng 1 năm 2023 sẽ khởi công xây dựng dự án đường bộ cao tốc. Chủ động linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn trung ương, địa phương và nguồn huy động khác sẵn sàng cho thi công. Đồng thời các cấp ngành, huyện, thành phố sớm xây dựng môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư đến triển khai dự án. Chiều 6 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan, các đơn vị đang thi công các dự án. Dự án đường tỉnh 208 từ thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An đến xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt ngày 27 tháng 7 năm 2017 với tổng mức đầu tư là 1.470 tỷ đồng. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh phương án tuyến đoạn qua thị trấn Thanh Nhật và điều chỉnh một số đoạn tuyến để giảm chi phí giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 1 đã hoàn thành năm 2020, hiện đang triển khai giai đoạn 2 với chiều dài 33,56 km. Đã lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát và ký kết hợp đồng xây dựng với đơn vị trúng thầu. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, dự án được giải ngân gần 70,6 tỷ đồng, đạt 11,4%. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 205 với chiều dài gần 23,2 km. Tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã giải ngân được trên 1,1 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã kiểm đếm được 3 xã, gồm thị trấn Quảng Uyên, Chí Thảo, Cách Linh, huyện Quảng Hòa. Công trình cải tạo nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa đến thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng với mức tổng đầu tư là 350 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã giải ngân 18,5 tỷ đồng, hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, đã lập xong phương án và dự toán bồi thường nhưng chưa đủ điều kiện thẩm định phê duyệt phương án. Hiện ba công trình giao thông trọng điểm trên đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, bố trí nguồn vốn, chỗ đổ thải. Tại cuộc họp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng đã báo cáo về tình hình triển khai các dự án trọng điểm, dự án trụ sở làm việc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và đoàn đại biểu Quốc hội, trụ sở làm việc của các sở ban ngành của tỉnh, trụ sở làm việc của các cơ quan đảng tỉnh, dự án bảo tàng tỉnh. Đối với dự án trụ sở làm việc cơ quan đảng, đề nghị tỉnh cho chủ trương điều chỉnh dự án, điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và thời gian thực hiện dự án. Đối với dự án bảo tàng tỉnh, đề nghị tỉnh bổ sung thêm nguồn vốn trong năm 2022 là 100 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành. Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, chủ đầu tư cần tập trung cao độ nhân lực, vật lực cho các công trình dự án trọng điểm. Đối với 3 dự án giao thông trọng điểm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông phối hợp với các sở ngành, các huyện, đơn vị thi công tập trung giải quyết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đề nghị là các cái đơn vị thi công thì các ông chí là chúng làm nghiêm túc, trách nhiệm và phải bảo đảm được chất lượng, tiến độ. Cái dự án đường 205 thì cơ bản của cái dự án này là thiếu tiền thôi. Hiện nay có được 15 tỷ, thiếu khoảng 150 tỷ. Thì còn thủ tục hồ sơ tất cả về giải phóng mặt bằng, đất rừng, đất đồi thì là các ông chí thôi cứ đồng ý là phương án là tháng 10 xong. Và giám sát chặt chẽ cái, tất cả các dự án thì đề nghị là các đơn vị về tư vấn giám sát chặt chẽ, phải bảo đảm đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo các sở ngành, chủ đầu tư giải quyết nhanh những khó khăn vướng mắc, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng 6 tháng 7, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự tình hình thế giới và khu vực. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Hội nghị đã thông tin về tình hình thời sự thế giới, khu vực tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội, tình hình Biển Đông, xung đột tại một số nước, nguyên nhân tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, các tác động hậu quả của cuộc chiến, diễn biến và dự báo tình hình khu vực và thế giới, những ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại của nhà nước ta, quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại quốc tế, một số vấn đề đặt ra trong công tác đối ngoại nhân dân hiện nay. Nhiều thông tin mới quan trọng được triển khai tại hội nghị giúp tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, ý chí hành động trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác tuyên truyền của tỉnh, đồng thời định hướng để các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan đơn vị trong thời gian tới. Chiều 6 tháng 7, Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thành phố có 5 điểm thi với 57 phòng thi và 1.243 thí sinh tham dự. Đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhân sự, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch COVID-19 đã được hoàn tất đúng quy định. Các phòng thi đảm bảo vệ sinh, đủ kích thước theo quy định. Bên cạnh đó đã chuẩn bị phòng thi dự phòng, phòng y tế, các phương tiện, thiết bị phục vụ thi đầy đủ như phòng làm việc cho toàn thể cán bộ, giáo viên coi thi, tủ đựng đề thi, bài thi, điện thoại bàn, máy photo, camera giám sát. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận các điểm thi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đồng thời nhấn mạnh không được chủ quan, cần nâng cao trách nhiệm đảm bảo đúng quy chế, chú trọng đến việc thắt chặt an ninh, bảo mật đề thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau kỳ thi, chống gian lận thi cử, chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra như thiên tai, dịch bệnh, có các phương án phân luồng giao thông tránh gây ùn tắc. Các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi cần có sự phối hợp chặt chẽ để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, công tác kiểm tra, rà soát những khâu cuối cùng cho công tác chuẩn bị, đảm bảo các phương án an toàn bảo mật đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 126 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện nay nhà trường đã bố trí 6 phòng thi chính và 2 phòng thi dự phòng. Các phòng bảo quản đề thi, bài thi, có chỗ ở cho cán bộ trực, bố trí hệ thống camera theo quy định. Phòng chờ, phòng để đồ của thí sinh đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo hướng dẫn. Bố trí nhân sự tham gia tổ phục vụ, bảo vệ điểm thi. Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ y tế, lực lượng dân phòng. Xây dựng các phương án bảo vệ, phòng chống cháy nổ và thiên tai, phương án phục vụ điện nước, chăm sóc sức khỏe, phục vụ học sinh. Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Mà cũng để củng cố kiến thức và kỹ năng cho các em học sinh và nghiệp vụ thi, thì nhà trường đã tổ chức thi thử 3 lần. Và trong những lần thi thử thì cũng đồng thời tổ chức học tập nghiệp vụ quy chế thi đối với lại cán bộ, giáo viên cũng như là các em học sinh. Là đến giờ phút này thì nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào kỳ thi với mong muốn là kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và học sinh đạt được kết quả cao nhất. Để chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng cho kỳ thi, Ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi các cấp đã chỉ đạo quán triệt các địa phương đơn vị tăng cường công tác kiểm tra tại 21 trên 21 điểm thi. Trong đó kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, bảo mật đối với các khâu vận chuyển, bảo quản đề thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, vị trí bố trí phòng thi, phương án đảm bảo sức khỏe, phòng chống thiên tai dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, bổ sung, hoàn thiện công tác chuẩn bị tại các điểm thi, đặc biệt là một số điểm mới trong quy chế như điểm để đồ của thí sinh, quy định về phòng chờ, phòng thi cho thí sinh F0, phòng để lưu giữ bài thi, đề thi. Công tác chỉ đạo triển khai được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn, chu đáo, kỹ lưỡng. Và đến thời điểm này thì về cơ bản là các thành viên ban chỉ đạo đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cũng như là lãnh đạo của các sở ban ngành thì đã phối hợp và thực hiện tốt cái công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, rồi từ các cái công tác khác như việc chuẩn bị về y tế, về giao thông, về các cái điều kiện đảm bảo cho các cái đơn vị điểm thi.
Thì đến thời điểm này thì các cái tình hình đảm bảo thì đã có thể sẵn sàng diễn ra cái kỳ thi một cách an toàn nhất và đầy đủ nhất. Với sự chủ động tích cực của ngành giáo dục và đào tạo, sự chỉ đạo sát sao của các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã cơ bản sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Đoàn Thanh niên đã triển khai chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi đến tất cả các cấp bộ đoàn, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, đạt kết quả cao. Tiếp sức mùa thi là một trong những chương trình tình nguyện trọng điểm của đoàn viên thanh niên trong chuỗi chương trình hoạt động tình nguyện mùa hè, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Bằng sự chung tay góp sức của những tình nguyện viên đã hỗ trợ hàng trăm suất ăn miễn phí, hàng nghìn phần quà, dụng cụ, phương tiện cho thí sinh vào mỗi mùa thi. Năm nay, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ tham gia tiếp sức cho các sĩ tử từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 với các nội dung như phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các điểm thi, ra soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe của thí sinh. Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi như cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, cung cấp khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi. Triển khai hoạt động đưa đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật. Phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông. Tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 có mật độ giao thông cao. Qua nhiều năm triển khai thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, thì ngoài cái ý nghĩa là cái môi trường để đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên được dấn thân, được thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì tiếp sức mùa thi còn là một món quà tinh thần dành tặng cho các sĩ tử để các sĩ tử có sự tự tin hơn, an tâm hơn và bớt đi căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ra thì chương trình tiếp sức mùa thi còn là cái môi trường để giáo dục cho học sinh, đoàn viên về vị trí vai trò của tổ chức đoàn là một người bạn đồng hành với học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên. Chúng tôi hy vọng rằng là chương trình tiếp sức mùa thi năm nay sẽ được triển khai, vẫn mang đầy đủ ý nghĩa nhân văn của mình. Tiếp sức mùa thi đã trở thành một hoạt động tình nguyện được tỉnh đoàn duy trì trong nhiều năm qua. Những hành động ý nghĩa của các bạn tình nguyện viên đã và đang phát huy sự nhiệt tình, tâm huyết của tuổi trẻ trên hành trình tình nguyện vì cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm sự tự tin, giúp các sĩ tử tiến đến gần hơn với ước mơ của mình. Tại trường Trung học phổ thông Thạch An, địa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, hội đồng coi thi đã phổ biến quy chế thi, lịch thi và làm thủ tục cho các thí sinh dự thi. Với 12 phòng thi, huyện Thạch An có 278 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó trường Trung học phổ thông Thạch An có 165 thí sinh, trường Trung học phổ thông Canh Tân 51 thí sinh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có 23 thí sinh và 39 thí sinh tự do. Có một điểm thi dự phòng có đầy đủ chức năng, phòng thi như điểm thi chính. Có 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ trong trường hợp có thí sinh là F0. Có 3 thí sinh thuộc đối tượng khuyết tật được miễn thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 6 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Cao Bằng có Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban, trung tâm thuộc Sở Nội vụ, lãnh đạo một số sở ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, đảm bảo thống nhất đồng bộ công khai minh bạch, tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của bộ, ngành nội vụ, đổi mới sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phân cấp phân quyền, ủy quyền giữa chính phủ với các bộ ngành địa phương, sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.
thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở các cấp các ngành. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Công tác nghiên cứu khoa học, công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, có đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của bộ, ngành nội vụ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước một cách toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét của ngành nội vụ cả nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Các địa phương tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phân cấp việc quản lý và giao biên chế công chức viên chức cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức viên chức, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xác định vị trí việc làm công chức viên chức từ trung ương đến địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ công chức thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 95.693 trường hợp, trong đó có 95.086 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 8 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 2 trường hợp, huyện Hòa An 4 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Trùng Khánh 1 trường hợp, các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Có 6 trường hợp đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 59 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly, điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. 10 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.512 trường hợp. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Chiều 6 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc. 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu đề ra, tổ chức phát động các cuộc thi, chương trình 1 triệu sáng kiến, công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ. Các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 151 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí trên 87 triệu đồng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua như ủng hộ chương trình mái ấm công đoàn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 68 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở thăm hỏi động viên hơn 804 lượt đoàn viên, công chức, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí trên 252 triệu đồng. Tổ chức gặp mặt biểu dương tặng quà cho 2.461 lượt con đoàn viên với tổng số tiền trên 269 triệu đồng. Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các cuộc thi do các cấp, các ngành, công đoàn phát động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhân dịp này, 5 tập thể, 2 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc, giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động và các phong trào thi đua năm 2022. Công đoàn ngành y tế đã sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành y tế Cao Bằng tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức viên chức và người lao động, phát động các phong trào thi đua yêu nước như đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết quả 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán năm 2022 cho đoàn viên và người lao động với số tiền hỗ trợ trên 500 triệu đồng.
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công đoàn ngành y tế chú trọng hoạt động nữ công, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, lồng ghép các hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn. Tại hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 của huyện ủy Thạch An, có 29 thí sinh tiêu biểu đến từ 17 đảng bộ cơ sở trực thuộc tham dự. Sau khi trải qua vòng thứ nhất về đề cương và clip sinh hoạt chi bộ, các thí sinh thể hiện phần chào hỏi và thi xử lý tình huống. Ở phần thi này, thí sinh tự giới thiệu về chi bộ, đảng bộ nơi mình sinh hoạt và bốc thăm trả lời câu hỏi về công tác xây dựng đảng, việc thực hiện quy chế điều lệ đảng. Phần thuyết trình, các thí sinh trả lời câu hỏi trách nhiệm về đảng và nghiệp vụ công tác xây dựng đảng ở chi bộ của bí thư chi bộ. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, có đầu tư về thời gian, nghiên cứu sâu về việc tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, phát huy được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu theo hướng dẫn của tỉnh ủy. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn ra 2 thí sinh đạt giải cao để tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Huyện ủy Hạ Lang vừa tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp huyện năm 2022, có 16 thí sinh đến từ các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tham dự. Đây là những thí sinh tiêu biểu, được lựa chọn từ vòng sơ khảo với đề cương và clip phản ánh diễn biến sinh hoạt chi bộ đảm bảo các bước theo quy định. Tại vòng chung khảo, các thí sinh đã trải qua 2 phần thi về nghiệp vụ và thi xử lý tình huống. Với hình thức bốc thăm và trả lời các bộ câu hỏi, các thí sinh đã thuyết trình nhiều nội dung phong phú về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình trọng tâm nhiệm vụ đột phá của tỉnh. Ở phần thi xử lý tình huống, các thí sinh đã trả lời tốt về vị trí, vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn điều hành, tổ chức hoạt động của chi bộ cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi. Tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát cơ sở, ngày 5 tháng 7, đoàn công tác của Ban Thường vụ huyện ủy Hòa An làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ 2 xã Nguyễn Huệ và Hoàng Tung về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sau tháng đầu năm, Đảng bộ 2 xã Nguyễn Huệ và Hoàng Tung đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đột phá tại địa phương. Cả hai xã đều hoàn thành chỉ tiêu cây trồng, đàn vật nuôi, tiếp tục phát triển đạt và vượt chỉ tiêu giao. Về chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, xã Nguyễn Huệ có 9 hộ xây mới và sửa chữa, xã Hoàng Tung thực hiện được 10 trên 12 nhà. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn hai xã cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm. Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo huyện Hòa An yêu cầu hai xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết kịp thời đơn thư, tiếp công dân, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nỗ lực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm đã đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tại các xã Vĩnh Phong, Đức Hạnh và xã Thái Sơn. Trong 6 tháng đầu năm, các xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất chăn nuôi, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động trẻ em đến trường đúng độ tuổi, quốc phòng an ninh luôn đảm bảo và giữ vững. Công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, dịch tả lợn được triển khai hiệu quả. 3 xã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sửa chữa nâng cấp làm tuyến đường nông thôn đến các xóm vùng cao, vùng xa, hỗ trợ giống cây dược liệu và cây ăn quả, xây dựng các nhà văn hóa trung tâm xã, đầu tư điện lưới cho nhân dân của các xóm vùng cao, biên giới. Để tiếp tục phát huy lợi thế ở địa phương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các xã phát triển hình thành nhóm liên kết sản xuất, phấn đấu mỗi xã một sản phẩm OCOP, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chủ động liên kết với các thị trường, vận động nhân dân không nghe theo đạo trái phép Dương Văn Mình, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng hiệu quả, quyết tâm giảm nghèo bền vững. Như tin đã đưa, chiều tối qua mùng 5 tháng 7, 4 nạn nhân bị nước cuốn trôi tại thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 22 giờ cùng ngày, một nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện vẫn còn 3 nạn nhân khác đang gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm. Sau khi nước rút, các lực lượng tìm kiếm đã rà soát kỹ lưỡng trên dòng suối Bắc Miều, nơi các nạn nhân bị nước cuốn trôi. Trên dòng chảy dài khoảng 1,5 km,
từ con suối Bắc Miều ra đến sông Gâm, huyện đã vận dụng các thiết bị tìm kiếm như lưới câu móc, dụng cụ ra soát tại nhiều chỗ, nhưng đến 18 giờ chiều nay vẫn chưa tìm thấy được 3 nạn nhân còn lại. Theo nhận định của lực lượng chức năng, có thể các nạn nhân đã trôi ra vào lòng hồ nên gặp khó khăn để tìm kiếm, trong khi địa phương không có thợ lặn, chỉ sử dụng thiết bị thô sơ. Còn lại 3 thi thể nạn nhân tiếp theo thì do cái điều kiện là sông sâu, nước đục và anh em thì lại thiếu cái thiết bị chuyên dụng như là cái xuồng cứu hộ cứu nạn chuyên dụng và đặc biệt là cái thiết bị lặn không có. Thế do vậy là cũng anh em chỉ tổ chức là dùng cái phương pháp thủ công, đó là dùng cái móc câu để tổ chức là kéo vớt xung quanh bờ. Cho đến giờ cũng mặc dù là rất là tích cực nhưng mà cũng chưa tìm thấy cái nạn nhân còn lại, và cán bộ chiến sĩ cũng như là lực lượng dân quân quan xã đang chỉ đạo vẫn tiếp tục là tích cực tìm kiếm. Cho dù gặp khó khăn, thiếu thiết bị, nhưng các lực lượng huyện Bảo Lâm đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại bị nước cuốn trôi. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Nghiêm Đình đã triển khai các biện pháp huy động vốn, giải ngân cho vay chương trình hộ nghèo và đối tượng chính sách, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân ở địa phương. Tính đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện huy động đạt hơn 275,2 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương hơn 248,9 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân, tiền gửi tổ tiết kiệm và vay vốn trên 24,8 tỷ đồng. Nguồn nhận ủy thác đầu tư đạt trên 1,4 tỷ đồng. Thực hiện tuần lễ cao điểm huy động tiền gửi tiết kiệm năm 2022 đạt 1 tỷ 168 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 61 tỷ 836 triệu đồng, tăng 25,4 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt trên 274,8 tỷ đồng với hơn 5.000 khách hàng còn dư nợ. Các chương trình cho vay có mức dư nợ cao gồm cho vay hộ nghèo đạt hơn 143,8 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm trên 21 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 10,6 tỷ đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt trên 45 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo gần 38 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo về nhà ở hơn 6 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo gần 4 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội trên 1,8 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đã có hàng chục nghìn hộ được vay vốn hỗ trợ lãi suất với tổng dư nợ trên 44 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao tặng công trình nhà nhân ái cho gia đình anh Phạm Thế Quý, là thanh niên yếu thế ở xóm 6, xã Bế Triều, huyện Hòa An. Công trình nhà nhân ái được trao tặng cho gia đình anh Phạm Thế Quý, sinh năm 1991, là thanh niên yếu thế, có một vợ và một con nhỏ. Trước đó, anh bị tai nạn lao động do điện giật, phải cắt bỏ cả hai tay và một chân, mất hoàn toàn sức lao động. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích sử dụng là 60 m², tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu Chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng hỗ trợ 30 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình yếu thế có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Công an huyện Quảng Hòa vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình bộ phận một cửa công an xã Phúc Sen nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính ở cơ sở. Với phương châm tận tâm, chuyên nghiệp, đúng pháp luật, công an xã đã tham mưu cho công an huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng mô hình thí điểm thủ tục hành chính trong nghiệp vụ công an nhân dân. Theo đó, bố trí nơi nhận thủ tục, nơi trả kết quả, hòm thư tố giác tội phạm, bảng niêm yết thủ tục hành chính. Tại bộ phận một cửa sẽ bố trí 2 cán bộ công an trực 24/24 giờ, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó tăng cường thời gian tiếp công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.